Ok. Lên xe Asta. Tata. Gì vậy? Anh hiểu gì không? Anh không. Một chị... tiếng con què vậy. Ờ. Nghĩa là hai người rất là đẹp trai đấy. Tao Dosta Asta. Dosta Asta. Hai người rất là đẹp trai. Nhưng mà ngôn ngữ em đang nói là ngôn ngữ của đất nước nào vậy? Em thấy tiếng này quen quen, hình như em nghe đâu trên Saban phim gì em hay xem ấy. Ôi trời ơi. À, phim anh của em của tôi hay xem đúng không? Ôi, xuất sắc mẹ luôn. Quay mắt, quay mắt. Quay, bắt đầu quay rồi đấy. Này, hello mọi người, mình là Annie đây. Hôm nay thì mình sẽ cho nghiêm bởi vì mình sẽ nói tiếng Nhật suốt trong cả cái trận đấu ngày hôm nay nhá. Thì chắc là nghiêm sẽ không biết mấy cái từ tiếng Nhật đấy đâu nên mình sẽ nói vớ va vớ vẩn xem có hiểu cái gì không. À thôi, mình sẽ xin vào. Darling, Ohio. What the hell? Ai đây? Chí. Cắt cắt. Tự nhiên bấm nhầm show bọn mình ớ. Ohio, Zamazu. Nani? Cái gì đấy? Sao hôm nay tự nhiên hai người chơi với nhau? Thì đêm nào nhỏ chơi chung với nhau. Ủa, anh em ngồi nói chuyện các thứ thì hai người đàn ông vậy. Dạ là... Nghe nhờ, hai người đàn ông vậy chơi game với nhau. Bỏ suy nghĩ đi. Yeah boy. Tao thì chơi không? Ok đi, ok đi. Rồi nha. Ok. Ohio. Ohio. Darling. Ohio. Ohio có sao mà dùng. Cậu nói cái củ cải điên à? Darling. Ohio. Mày bị điên à? Vô cái bô, vô cái bô. Đêm buồn không? Ồ, có một tim điện không bình nhè. Ra Ohio rồi đi em. Ohio. Oh my god. Bà nó đi em. Bắn nó đi hi. Nào. Bắn nó đi, bắn nó đi cát luôn. Hai, yes. Một mạng nữa. Bắn tiếp đi. Kawaii. Tao lấy mày. Gì vậy? Ai nhập cậu đấy, cậu nửa đêm hả mà? Anh không biết đâu, mình có thuê nhập người nước ngoài vào không nhỉ? Pì. Cứ Ohio, yo, 123, yo, 123, u. Mata, omeni. Mata ôm tô mì. À, Mata em ăn mì quá. Thế biết hiểu kiểu gì? Mì tôm mì hả mạo. Mì. Hi. À mà anh tối á. Cái bí mật em vừa nói với anh đừng nói cho hi nhá. Ok. Đơn xe Asta. Tata. Gì vậy? Anh hiểu gì không? Anh không. Một chị... tiếng con què vậy. Ờ. Nghĩa là hai người rất là đẹp trai đấy. Tao Dosta Asta. Dosta Asta. Hai người rất là đẹp trai. Nhưng mà ngôn ngữ em đang nói là ngôn ngữ của đất nước nào vậy? Em thấy tiếng này quen quen, hình như em nghe đâu trên Saban phim gì em hay xem ấy. Ôi trời ơi. À, phim anh của em của tôi hay xem đúng không? Ôi. Ôi, xuất sắc mẹ luôn. Quay mắt, quay mắt. Quay, bắt đầu quay rồi đấy. Yeah boy. Này, noble á. Đại quá. Đại dô vù. What the fuck. Gái dô vù, gì gái. Đại dô vù. Ôi vãi trưởng, người ta bảo à cái phim anh em xem không, bọn tôi xem phim gái du là du lép cơ, không xem gái du du. Đúng là con trai của ta. Cô đã xài. Nghĩa là gì? Sao lại đấm ai? À dù đấm lộn đi anh mày. Phu cô đã xài. Cô đã xài. Cô đã xài luôn. Luôn đấm luôn. Phu cô đã xài. Hiểu kiểu gì? Nó. Cô được, cô đã sai. Nghĩa là gì? Em phải... lộn hả? Em không hiểu, em phải... Đồ đâu đây? Hiểu. Xin đồ anh ạ, mẹ. Xin đồ ạ. Cô đã sai. Cái lựa chạy này lấy tặng đi em. Này ban cho 2 đồng xu này. Chế. Cho em 2 bịch máu này. Ăn xin thì cô đã... Kimochi. Oh my god. Cái gì Kimochi? Kimochi. Kimochi.
quỷ vãi. Ý là cho người ta tiền, người ta kiểu làm như giống phim Nhật mình xem anh. Xong rồi. Thế thì chết rồi. Ý là trong phim luôn anh ạ. Mày nữa này em ơi, anh còn máu này, lấy nữa đi em. Nè em mới xem bộ phim xong mẹ thằng cái diễn viên cho đồ con kia xong thế là nó về phòng anh ạ. Ủa sao? Sao về phòng nó cũng emoji y hệt như này luôn anh ạ. Vãi trưởng. Emoji tức nghĩa là rất là sung sướng khi được mọi người cho đồ như thế. Em cảm thấy em rất là quan trọng trong cuộc sống của mỗi người, ok? Tin chứ? Tin tên éo là được. Hiện tại tất cả thì đấy anh cũng em rất cũng rất kimochi khi mà em kimochi đó. Thì mà hết tài bác cả đấy, người ta dụ mình xem hết tài rồi. No. Ui vậy. Hết tài. Hết tài. Ui cái này thôi, cái này tôi chỉ xem chú thôi. Đúng là con trai của ta. À kìa. À chết được. Sao lại làm dụ bí mật của mình thế? Rồi. Thế thì đỡ thế nào được? Corolla rồi. Gì vậy? Lại một từ mới à? Dùng xem hết tay xong rồi Kurosaro đấy. Kurosaro. Này Kurosaro. Cũng to ra rồi á. Oh my god. Kurosaro. Đấy tức nghĩa là đồ đáng yêu đấy. Đồ đáng yêu. À đồ đáng yêu à. Anh là đồ đáng yêu hay là về là đồ đáng yêu. Anh Tú rất là Kurosaro. Cả hai. Em cũng rất là Kurosaro. Kurosaro. Hi thì không có Kuro ra rồi. Yes. Hi là... Nè. Cú to ra rồi. À. Đấy là cú to rồi đấy. Cái từ tiếng Nhật này dễ xuyên tạc thật đấy. Thì chứ cái từ nào nó cũng có từ cu anh ạ. Tên người cũng có từ cu là hiểu đấy đó. Cú với cư rồi. Đúng, hợp lý. Ủa cậu cậu trong tiếng Nhật còn là gì hả em? Suzin. Suzin. Cái gì ạ? Suzin. Anh Tú là Suzin. Nhầm. Suzin hay Suzi? Suzin. Ồ vai. Nghe như tên rapper nhá. Nhầm. Ra đây qua chỗ cho đồ này. Suzin. Anh Suzin. Yeah. Suzin ơi. Đây. Mấy anh ấy gọi hiểu gì? Nhầm. Suzin. Ai sai là tên tôi hả? Nhí. Nè. Ờ. Anh Tú hay gọi em là Ai Sài. Đồ lòi, trời ơi. Từ này ngầu thế không biết. Em sẽ gọi anh Tú là Sujin. Anh Tú sẽ phải gọi em là gì? Ai Sài. Ui dồi. Có người đốc, cẩn thận. Đốc sai Sài. Sujin, cẩn thận Sujin. Anh đốc một thường Sujin. Gì? Anh mới là Sujin, em là Ai Sài. À, Ai Sài. Ok, còn Sujin. Còn người đấy, Ai Sài. Ok, Ai Sài giết người đấy. Ai Sài bắn vào chạc đúng. Để Sujin đẩy xuống. Ai sai bắn toàn cạch thôi đúng không thằng này. Sao cái chảo thằng này xịn quá. Suzin. Đây chạy đi để Suzin công nhá. À Suzin kê okay, nhá. Ok, Ai sai ra đây. Thằng này, mày chết với Ai sai này. Công nó ở hướng nào đây à Ai sai? Nó ở bên này để Suzin. Ai sai. À kìa SW Ai sai. Này nó chết để Suzin. Mày chết mọi với tao rồi. Mày biết ai là Suzin với Ai sai chưa? Hai anh em nhỉ? Cái gì thôi cậu? Ủa? Cậu chỉ cái gì? Ủa sao lại cười? Ủa? Nó ở đây mà. Chạy đâu rồi? Nó mất tiêu rồi đâu? Cái Suzin? Ủa tớ xin đâu? Ai nhầm? Say this. Nó bên này người chỗ xa dài này. Từ từ cẩn thận. Nó bắn chết đấy Suzin. Ai nhầm Ai sai? Thế... Biết hiểu kiểu gì? Ai sai làm được. Đúng mà mày đụng Ai sai là mà chết. Yếu, một viên chín mỏi. Hay quá, Ai Sài đây. Hay không Suzin? Quá hay luôn. Đồ sao? Đồ song sát. Ai nhầm, đồ song sát. Đúng mà, không ổn đây. Từ, đúng mà, không ổn đây, mày Google dịch đó. Ai Sài luôn này. Watashino say this. Ai Sài là gì? Là tên anh em mình mà, đúng không? Anh đang định lấy tên đấy đổi làm tên con in game luôn này. Em Suzin này làm tên in game này. Suzin biết sao ta? Anh như Suzin là của anh mà. Yeah. Em là Asai mà. Em là Suzin. Từ từ anh ơi. Mà em tốt ra cái gì này? Đâu? Sao lại đấu mất chồng yêu vợ yêu rồi? Cái gì đấy? Thế ai là chồng ai là vợ?
Su gì là chồng hay vợ? Su gì là chồng, A Sài là vợ đấu. Ôi trời ơi. A Sài, ơ Su gì đánh không sao, anh vẫn được là con trai em vậy. Từ khách đéo gì em gọi anh là chồng này. Cái tôi nhờ. Con quỷ ghê nha. Tuyệt vời, anh vẫn được là con trai. Hiểu có Su gì nữa, A Sài nữa. Lừa đảo. Bị gái kéo ra em ơi. Em vẫn được là đàn ông. Nhầm. Dỗi. Nhầm. Cậu gái cho tôi làm vợ anh Tú thì dỗi. Không hiểu. Watashi wa anata ga suki. Cái gì cơ? Đấy nghĩa là gì nữa? Từ mới đã rồi. Watashi wa anata ga suki. Là gì? Nghĩa là... Ui ghét cậu á. Vô lý thế nhở. Nice. Ừ, tôi làm như tôi thích cậu ý. Tự nhiên vô, tự nhiên gán mình cho anh Tú ạ. Dỗi vai trưởng. Mẹ là mình gọi anh Tú là chồng. Mẹ đêm nay mất ngủ. Tôi xem là sai. Tôi xem là sai. Sai sai mà khỏe. Không đúng chẳng lẽ sai. Chả sai không phải đúng. Mình không. Sai có sai thôi. Dỗi. Tôi không chơi đâu. Tự nhiên ship mình với anh Tú làm vợ chồng. Mẹ kinh vai trưởng. Từ từ. Từ từ, nói thêm câu cuối đã. Này. Aishiteru. Cái gì cơ? Aishiteru. Từ từ nha, câu này quen lắm. Câu này em, như em nghe rồi. Aishiteru là tôi yêu cậu hả? Watashi wa anata o aishitemasu. Ôi, sắc sắc mẹ luôn. Hả? Cái này lại biến thành con chó tiếp nhỉ? Ten